Hôm nay học cách thức có được nhiều lượt xem trên YouTube, TikTok. Để có được nhiều lượt xem trên YouTube và TikTok, bạn có thể thực hiện các bước sau. Nội dung chất lượng, hãy tạo ra video chất lượng, hấp dẫn và độc đáo để thu hút sự chú ý của người xem. Tìm hiểu về SEO, tìm hiểu về cách tối ưu hóa video của bạn để xuất hiện cao trong kết quả tìm kiếm trên YouTube. Sử dụng từ khóa phù hợp, sử dụng từ khóa liên quan đến nội dung video của bạn để giúp người xem dễ dàng tìm thấy video của bạn. Chia sẻ trên các mạng xã hội khác, hãy chia sẻ video của bạn trên các mạng xã hội khác như Facebook, Instagram để thu hút thêm lượt xem. Tương tác với người xem, hãy tương tác tích cực với người xem bằng cách trả lời các bình luận và hòa mình vào cộng đồng của họ. Xây dựng đội ngũ độc giả, hãy xây dựng một đội ngũ độc giả trung thành bằng cách tạo ra nội dung hấp dẫn và thú vị. Nhớ luôn kiên trì và không ngừng cải thiện nội dung của mình để có được nhiều lượt xem trên YouTube và TikTok. Chúc bạn nhiều niềm vui, tự tin, khát vọng và thành công. Hẹn gặp lại bạn vào chương trình kế tiếp. Làm cách nào sáng tạo nội dung trên nền tảng YouTube? 1. Xác định đối tượng khán giả mục tiêu. Để tạo ra nội dung hấp dẫn và thu hút nhiều khán giả, bạn cần xác định rõ đối tượng khán giả mà bạn muốn hướng đến. Quyết định xem tạo nội dung cho đối tượng trẻ tuổi, người già, người yêu thích thể thao hay âm nhạc. 2. Nắm bắt xu hướng. Theo dõi xu hướng của nền tảng YouTube và mạng xã hội để tạo ra nội dung phù hợp với sở thích và nhu cầu của khán giả. Hãy sáng tạo và độc đáo trong cách thực hiện nội dung để thu hút sự chú ý của khán giả. 3. Sử dụng công cụ hỗ trợ. Sử dụng các công cụ hỗ trợ như Google Trends, Facebook Insights để tìm hiểu về xu hướng và sở thích của khán giả, từ đó có thể tạo ra nội dung phù hợp. 4. Tạo nội dung chất lượng. Hãy chọn lọc nội dung chất lượng và hấp dẫn, đồng thời đảm bảo rằng nội dung của bạn mang lại giá trị cho khán giả. Sử dụng kỹ thuật quay phim và biên tập để làm cho video của bạn trở nên chuyên nghiệp và hấp dẫn. 5. Tương tác với khán giả. Hãy tương tác tích cực với khán giả bằng cách trả lời bình luận, thăm dò ý kiến và tổ chức các cuộc thi, sự kiện để tạo sự gắn kết với đối tượng khán giả của bạn. 6. Quảng cáo và tiếp thị. Sử dụng các kênh quảng cáo và tiếp thị để nội dung của bạn cho nhiều người hơn, để tăng cơ hội tiếp cận với khán giả mới. 7. Nhớ rằng, việc tạo ra nội dung sáng tạo và thu hút khán giả không phải là điều dễ dàng, nhưng với sự kiên trì và nỗ lực, bạn sẽ đạt được thành công.